Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh Daily Official của mình nha. Ở đây có bạn nào mà thích ăn bánh tráng rồi thích uống nước đồ mà hả lười biếng đặt nhiều chỗ mà thích một chỗ thôi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ nếu như mà bạn nào gần xí nghiệp Cầu Tre trên đường Lương Thế Vinh thì có thể đặt qua app hoặc là đến quán mua. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên đặt qua app Shopee Food sẽ rất là có lợi và ưu tiên. Có nhiều deal khuyến mãi rồi ưu đãi giảm giá khi mà các bạn mua đơn hàng nhiều. Với lại lâu lâu á nó sẽ có khuyến mãi giống như bánh tráng 7.000 hoặc 2.000, 5.000 á tùm lum hết. Lâu lâu săn được á thì sẽ rẻ hơn rất nhiều khi mà các bạn ra ngoài đó mua nha. Mấy bữa trước thì mình có săn sale được bánh tráng này nè, bánh tráng chay, mỡ hành gì đó 7K, là gồm có bánh tráng phơi sương nè, rồi có mỡ hành, muối, hành phi. Hình như là có, không biết có tỏi không, mình không có nhớ nữa. Rồi đậu phộng, mà này là đậu phộng mà tỏi ớt á, ăn rất là ngon luôn. À có sa tế nữa nhưng mà mình dặn ăn ít cay. Các bạn nào mà ăn ít cay thì có thể nói lại nha, tại vì sa tế ở đây làm rất là cay luôn á. Nếu mà không có sa le là giá gốc cái bịch đó đến 20 cành lận. Còn cái này mình săn sa le nên là chỉ có 7 cành thôi. Nhưng mà mình thấy bánh tráng hơi ít, kèm theo đó là người ta có cho thêm bịch xoài quá trời luôn các bạn. Bên cạnh đó thì tôi có mua thêm một bịch bánh tráng dẻo chấm me 20 cành. Thì tôi thấy có người ta cho cái nước sốt me nè, trong có mỡ hành, rồi tỏi hay gì đó, rồi có bơ, kèm theo đó là hai cái trứng cút nha. Bên cạnh đó thì tôi có săn thêm sa lê, được một bịch bánh tráng chấm muối tắc là 7 cành. Nếu mà không khuyến mãi là đến 20 cành lận. Thì tôi thấy có một cái hũ muối gì nè, ở trong có gì trắng trắng, với lại kèm theo đó là hai cái trứng cút. Bánh tráng phơi sương á, chấm á thì mình thấy tầm được 4 đến 5 miếng gì cũng lét rồi, nói chung cái bịch khá là ít luôn. Hồi mấy năm trước mình ăn thì quán này chỉ bán bánh tráng đồ thôi. Còn hôm bữa mình săn sa le đó thì mình thấy có bán trà sữa nè, rồi các loại trà đồ nữa, thì ly trà sữa này có 20 cành thôi. Nên là có trân châu nữa, siêu nhiều trân châu luôn, nên mình có muốn uống thử. Thấy cũng tạm ổn, trà sữa thì hơi nhạt nhưng mà trân châu thì uống ngon nha. Bên cạnh đó thì mình có mua thêm một bịch bánh tráng muối 13 cành nữa. Các bạn có thể lên sàn S mộc gạch ngang bánh tráng muối nhuyễn gạch ngang Lương Thế Vinh là ra nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.